Chào mọi người nha. Nè. Đây máy xào. Cuốn nền, nền phía sau. Ba vách này là xây 20. Còn phía sau này xây 10. Chủ nhà kêu có xây 10 à. Sai sai. Mà mình thời giữ kéo bay vuốt bay chém rẹt rẹt coi. Hai chục năm cô ly một ngày làm tha. Mái sau này ngang 7,5 m, dài 3 m. Tướng đẹp trai gì mà đi phụ hồ. Hai chục năm cô ly. Không biết xây gì luôn đó nha. Không cầm bay được luôn. Tại đi làm tao không chỉ cái gì. Làm cho ông ở vậy con ông á. Có lên chân lên dàn giáo mới lên chân được. Phải có dầu trời này nó than con nó đang sao. Cái này mình mua để nhà mát rồi, nhà mồ rồi. Thôi để mà nắng với tôi, thế để mà nắng, ba nắng thì cục lắm phải. Rồi nó hút liền đâu. Ai mà có kêu xây gọi mình nha. Xây phòng không phòng phụ nữ á, đặt camera lén không hay.
gắn gì, rộng gắn gì, dài quá. Cái thật cao dữ lắm phải không? Nhìn độ này tiến sĩ mới được chặt kỹ cái đó đó phải không? Cha gì đâu không nghe cái gì nữa cái gì. Lên thôi ạ. Chơi không phải chứ. Lớn là bên kết thúc video để mọi người thấy hay nhớ like subscribe cho mình nha để có thêm những video theo. Chào mọi người.